Thưa quý vị, sáng nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức tổng kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong việc tổ chức kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tại đầu cầu Đà Nẵng có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Đảng ủy các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Công an thành phố. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy đã có trên 300 lượt trao đổi về mọi mặt công tác liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đúng nguyên tắc và phương pháp phối hợp. Tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thường xuyên kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Trao đổi các thông tin có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào lĩnh vực chuyên môn, những vấn đề dễ nảy sinh tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm để có hướng chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm tra giám sát, thẩm định nhân sự trong Đảng bộ Công an thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của các ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy là cánh tay nối dài giúp Đảng ủy Công an Trung ương kiểm tra giám sát đối với Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mong muốn Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy sẽ khắc phục những hạn chế và phát huy những ưu điểm trong kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an các địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh.